Trong thời gian qua, cả nước đã xảy ra rất nhiều những vụ cháy nổ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và tài sản của mỗi người. Do đó, để đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, giúp người dân, cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, ghi nhận tại thành phố Sơn La. Là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý hành chính về phòng chống cháy nổ, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Trong đợt này, Công an thành phố đã kiểm tra 162 cơ sở thuộc diện quản lý, đạt 100% kế hoạch. Ủy ban Nhân dân các xã phường đã kiểm tra 1.146 trên 1.019, đạt 112,46% cơ sở được giao. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định của nhà nước. Năm 2023 trên địa bàn thành phố Sơn La kiểm tra cũng như là quản lý chặt chẽ các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, tập trung đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành phố, nhất là cái cơ sở kinh doanh hàng mặt hàng dễ cháy. Để làm tốt công tác phòng chống cháy nổ vào dịp cuối năm, các cơ quan chức năng của thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trong phòng chống cháy nổ, không buôn bán tàng trữ các loại chất dễ xảy ra cháy nổ để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình cũng như các hộ kinh doanh trong khu vực. Ủy ban dân phường cũng đã thành lập các cái tổ liên ngành để xuống kiểm tra các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn được phân cấp quản lý và kiểm tra đến từng hộ gia đình, luôn luôn chủ động tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trong chợ chấp hành nội quy quy chế của chợ, có ý thức chấp hành các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, thành phố đã kiện toàn củng cố 145 đội dân phòng chữa cháy tại 145 tổ bản với 1.727 đội viên, đồng thời đã xây dựng 5 cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, chợ kiểu mẫu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, điểm chữa cháy công cộng tại phường Triềng Lề, Triềng An, Tô Hiệu, góp phần nâng cao ý thức về phòng chống cháy nổ cho nhân dân. Đối với cái kinh doanh của chúng tôi thì thực hiện theo đúng các cái hành của phòng cháy chữa cháy của bên công an và đã đề ra, chúng tôi thực hiện rất là đúng. Thứ nhất là về hàng hóa là xếp hàng gọn gàng, điện đóm là chúng tôi là ổn định và các đường dây chúng tôi là an toàn. Cùng với sự chủ động, chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân doanh nghiệp trên địa bàn cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, theo phương châm phòng hơn chống, để mọi người, mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn.